memory thì mình phải giải phóng. Thì bây giờ là mình sang dùng Java thì có cái lợi là mình không phải xử lý memory gì cả, cứ nhắc mình dùng thôi. Còn đối với tương tự như vậy thì là đối với cái thread vector thì là khi mình dùng thread bình thường là mình phải tạo thread này, quản lý thread này, phải xây số lượng thread làm sao cho nó phù hợp này, xong rồi phải khi mà các nhánh nó đụng độ nhau là phải synchronize thứ nó rất là tính toán. Thì khi mình dùng sang cái mô vector thì là nó sẽ đỡ được cái phần đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì có thể hiểu trong câu đơn giản là nó giúp cho mình lập trình song song một cách dễ dàng hơn và tránh được bug, tránh được những cái bug mà liên quan đến lập trình multi thread. Thì mọi người nếu mà đã gặp cái bug đấy rồi thì mình dùng vector thì có khả năng là mình sẽ được tránh được bước đấy. Thì có một câu là này, thay vì là mình theo mình cũ là mình share memory, mình dùng cái biến chung để mình share cái thông tin giữa các thread, thì bây giờ thay vì như vậy mình làm ngược lại là mình sẽ gửi message lẫn nhau để mình xem để share thông tin. Một lát nữa mình sẽ giải thích cái phần này. Thì cái mô hình Hector thì là nó khá là giống cái mô hình mà lập trình hướng đối tượng. Mình nghĩ là chắc ở đây mọi người đều ai cũng đều biết là lập trình hướng đối tượng rồi. Thì nó khá là giống, cho nên là lúc mình học cái Hector này cũng khá là dễ học thì nó có cái sự tương đồng rất là nhiều ra cái. Thì cái mô Hector này ấy, thì là nó có cái trạng thái này. Thì cái trạng thái này ấy, là cái trạng thái nội bộ ở trong Hector nó không được share ra bên ngoài. Thì giống như là mình lập trình hướng đối tượng mình cũng phải làm sao mình che giấu dữ liệu, mình không có show ra ngoài. Thì cái mô Hector này thì thứ nhất là có cái trạng thái, thứ hai là nó có cái mô box để nó chứa, để nó queue lại cái những cái message gửi đến nó. Thì khi mà mình muốn tương tác với lại cái object ở trong cái lập trình đối tượng thì mình sẽ gọi cái hàm đấy. Thì tương tự như vậy thì là khi mình muốn tương tác với actor thì mình sẽ gửi message đến cái actor đấy. Coi như là cho nên là nó có sự tương đồng rất là nhiều ở trong đấy. Còn một cái nữa là khi mà mình sẽ viết một số cái hàm gọi là message handler để mình khi mà nhận cái message mình sẽ xử lý được như thế nào thì mình sẽ viết thành những cái message handler. Thì đây là tập hợp như này thì nó sẽ là actor. Thì mọi người thấy là nó rất là tương đồng với lại cái mô hình của chúng đối tượng. Thì giống như vậy thôi, thì là bên ngoài mình sẽ không có tương tác trực tiếp, mình cũng không sửa trực tiếp cái trạng thái của cái actor, mà mình sẽ phải truyền message cho nó. Thì có một cái quan trọng là các message này nó được xử lý từng cái một thôi. Hector nó sẽ móc từng cái một ra để nó xử lý. Cho nên là mình có thể hiểu là Hector nó giống như là một cái single thread này thôi. Nó chỉ là một cái thread, nó xử lý từng việc một thôi, nó không xử lý nhiều việc cùng lúc. Thì cho nên ấy, là ở đây các bạn nào đã dùng Node.js rồi nhỉ? Khoảng nửa bạn. Thì bạn nào đã dùng Node.js rồi thì thấy nó rất là tương đồng thôi. Thì là Node.js thì là một cái process của nó chỉ xử lý được một cái sự kiện một lúc thôi, không xử lý được song song. Tương tự như vậy thì cái actor này cũng vậy. Actor này là cùng một lúc nó chỉ xử lý một cái sự kiện thôi, không xử lý nhiều cái. Còn cái SK này nó khác với lại cái Node.js ở chỗ là Node.js thì mình là một process của mình là mình chỉ xử lý được một cái loop thôi. Thì một cái chỉ xử lý một cái core của CPU thôi. Nếu mình muốn nó tận dụng được hết cái core của CPU thì mình phải sử dụng CPU nó có 80 core thì mình có 80 process, rất là tính toán, phải có khoảng 80 process rất là tính toán. Còn ở trong cái monitor này thì là như lúc nãy mình có nói là mình không cần còn phải quan tâm đến cái thread này, cái hệ thống mà bên dưới như là cái SK cả, nó sẽ xử lý giúp mình cái việc quản lý cái thread. Mình chỉ có việc là mình tạo ra các thủ tục thôi, không phải suy nghĩ nhiều. Cho nên là dùng cái này rất là sướng ở chỗ là nó giống như kiểu là mình dùng được rất nhiều cái process của Node.js. Cho nên là nó lập trình cũng tiện hơn, mà lúc mà chạy
lúc mà chạy thật sự trong cái môi trường production thì nó cũng dễ quản lý hơn. Tại vì thay vì mình phải bật lên rất là nhiều cái process thì mình chỉ cần bật một cái thôi. Trong cái process đấy nó có rất nhiều cái thread, tất cả thread nó sẽ quản lý tự động cho mình. Rồi, thì như khách mà có nói là cái sự tương đồng giữa Actor với hình ảnh chỉ đối tượng rất là giống nhau, cho nên học rất là dễ. Thì một cách Actor có thể coi như một object mà gọi hàm thì là truyền message thì là tốt. Thì là một số ngôn ngữ, một số cái